Hả? 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 Cho con Yorick 2 đi, please. Thực ra tôi đánh vẫn chưa khéo. What the hell? Đây rồi, tôi đánh khéo hơn rồi. Alo, alo. Ui, mà điền gớm. Kiểu gì? Thế mới lấy cái gì? Hả? What the hell is that? What do you mean? Mười máu để mà hướng đến một bài hớt steel thì cũng là một cái gì đấy chấp nhận được cái chứ nhờ. Thôi được rồi, hôm nay có thể là những ngày cuối, tôi sẽ đánh toàn là những cái bài mà không phải tủ của tôi, nhưng mà nó sẽ là vui, nó sẽ là vui, hy vọng. Đây rồi. Chính Y và đồng bọn đây rồi. Hay quá. Cắt tệ. Đây rồi. Em đẹp lắm, Pleiku ơi. Đúng là đồ của Z rồi. Mà hiện tại thì con Afe là siêu sao và nó 2 sao. Nó sẽ cho ra một cái lượng sát thương nó ok la hơn. Nên là mình cứ từ từ chill chill. Mỗi tội là ván này tôi đang quá nghèo. Một chàng trai nghèo khó. Đúng rồi, ra hũ nào xào hũ đó. Chứ bây giờ làm sao cái lượng máu này mà tôi lại dám chơi. Nuôi hũ nữa thì chết. Ấy nhưng mà cũng, để xem nào. 75 máu mà thua 6 round nữa thì... 6 round thì hơi cặc. Trừ khi có lõi khổng lồ hóa thì may ra mình dám chơi. Thực ra thì tôi cũng chưa nghĩ ra được cái vấn đề này lắm, nhưng mà bạn nói câu đấy chuẩn đấy. Rôn sau chúng nó vẫn chỉ còn cái nịt thôi, nhưng mà lỡ rôn trước mà cũng chỉ còn đúng cái lịt thì bây giờ phải làm như nào bạn mình? Bây giờ rôn trước cũng chỉ còn cái lịt để chơi thì có lời khuyên nào không nhỉ? Rôn trước không bỏ tướng vào thì sao? Thôi nào Định Quân, cái gì qua rồi thì để nó qua đi bro. Cái gì sai rồi thì cũng đã sai, đừng có nhắc lại nữa mà. Này đủ tiền up cấp không? Bây giờ vẫn đang kẹt ở level 6 này, làm sao mà đủ tiền? Hack cho tiền à? Nghèo quá, đâu có muốn đâu. Nó cứ bị nghèo ấy. Nghèo này thì đúng là còn cái lịt. Này 4.2 mới bắt đầu có thể roll được. 4.2 để stack cho cái này nó to to thêm tí nữa. Mình bỏ cái này đi, bắt đầu roll. Catelyn đấy, phải là Catelyn. Catelyn hoặc là Ezreal đấy. Z bây giờ ít lắm rồi. Một con đánh tạm. Nghèo quá. Milala. Vâng, và đó là Milala. Để con Thread đấy, bạn mình. Thực ra tôi cũng không thích con Thread này lắm, khó. Nếu mà nếu như các bạn mà không có Yorick thì dùng con Thread này nó cũng không giải quyết nhiều vấn đề lắm. Cái này đâu ra đây? Ủa, cái này đâu ra đấy? À, hú. Đúng rồi. Giả vờ thôi. Để xem các bạn có thực sự đang quan tâm vào bắt đầu hay không thôi. Giang dùng đấu hết rồi. Cái gì cơ? Cherry lady. We are many. Bài này để có Ja bạn nữa. Chưa có Ja dùng gì cả. Nhìn trông phèng ỉa. Ja và Lucian nữa. Nhà từ nãy giờ cứ đuối đuối là vì cái vụ không có Ja đấy.
lên được một đấy. Hơi ảo ha. Rác nào nhặt sao trời ơi. Ừ không có cha. Mà không phải là tôi không roll, nhưng tôi có roll nhưng nó không có cha. Tôi đang đánh bằng liên xạ đó. Tôi đang đánh bằng liên xạ đó các bạn ạ. Sai bên nữa này bạn tôi ơi. Tôi đã làm nhiều thì sai lầm quá. Nhưng mà tôi vẫn không xứng đáng bị trừng phạt đâu. Tôi vẫn là người tốt. Tôi không nên bị trừng phạt đâu. Lại tê chân rồi. Bạn tôi ơi. Đây rồi. Bạn tôi ơi. Đừng. Nụ khốn. Tôi win. Ảo điên, không nghĩ là mình có thể win được trong cái round vừa rồi ạ. Bài trông thì giặt da giặt dẹo này. Đi đi em, rồi con lắc vào đây thì sẽ ngon hơn con này đúng không? Phải là nắc ấy, nắc. Phải có tí nắc. Cho con Yorick 2 đi, please. Con Catelyn nhiều lúc nó làm cho mình bực mình lắm. Vì cái vụ mà nó đang bắn, tự dưng nó đứng nó tụ ấy nhìn. Cáu điên. Đấy rồi, nắc nè. Thực ra tôi đánh vẫn chưa khéo. Đấy rồi, tôi đánh khéo hơn rồi. Alo. Ui. Mà điên gớm. Tôi mới lấy cái gì? Hả? What the hell is that? What do you mean? Tầm này được con Lucian nó mới gọi là bén này. Làm sao mà sống với tớ đi chợ mà con Lucian mới gọi là bén này. Ken ơi, mà có thể chọc điếm hơn một tí được không ạ? Hay lắm Catelyn, đúng rồi. Bài này lên được 9. Mình phải có một cái sự điếm của Milala. Con này sẽ có thể hậu tiền lên 9 được. Phải là Milala đấy. Đây rồi, cướp hộ. Mấy thằng nhóc. Mười lăm chín. Biết rồi, anh nhìn là anh biết mà.
đang muốn để EDM cho con Z nó khỏe, tôi đang chưa muốn ban lắm. Mid Fountain thì bây giờ nó ra đầy mà, 2. Bây giờ mà sống một tuần này mà up cấp nữa là xong. Kết ơi, em đứng ở vị trí nhạy cảm quá, hay lắm. Lân xu. Và đó là Lân xu. Lân xu đến từ Mẫu Lao, quận Hà Đông. Chính là anh ấy rồi. Phải là, úi trời ơi, phải là Lân xu nhé. Chán dữ. Ở đây. Mẹ anh còn chưa kịp cho mid four vào, anh còn chưa hiểu anh đang làm cái gì mà tự dưng lại top 1. Lúc ấy tớ không nhìn ra được đâu, lúc ấy trong đầu tớ là một mảnh trống rỗng, không nghĩ là con Caitlyn nó khỏe thế luôn đấy. Thề với các bạn, bởi vì tôi ít đánh AD mà, tôi không hiểu được những cái ngưỡng sức mạnh của cái bài AD đấy. Và tôi cũng không hiểu tại sao cái ván đấy tôi có thể lên top 1 được.